người cầm nói bằng tay, người điếc nghe bằng mắt, người mù nhìn đời qua âm thanh, người cầm không nói quanh, người điếc không nghe nhầm, tâm người mù vẫn sáng, tâm người mù vẫn sáng. Ai còn hai mắt nhìn, ai biết nghe biết nói, sao để điều gian dối làm hoen mờ con tim. Vì sao người dân đến tòa án, vì tin luật pháp công bằng nhất, vì đời cần lời rõ đúng sai. Vì sao còn bao nhiêu nỗi oan, bản án còn chứa bao đau khổ, dân bị tù oan ức đang tìm đòi công lý. Khi còn hai mắt nhìn, khi biết nghe biết nói, không để điều gian dối làm hoen mờ lương nói bằng tay, người điếc nghe bằng mắt, người mù nhìn đời qua âm thanh, người cầm không nói quanh, người điếc không nghe nhầm, tâm người mù vẫn sáng, tâm người mù vẫn sáng. Ai còn hai mắt nhìn, ai biết nghe biết nói, sao để điều gian dối làm hoen mờ con tim. Vì sao người dân đến tòa án, tin luật pháp công bằng nhất, vì đời cần lời rõ đúng sai. Vì sao còn bao nhiêu nỗi oan, bản án còn chứa bao đau khổ, dân bị tù oan ức đang tìm đòi công lý. Còn hai mắt nhìn, khi biết nghe biết nói, không để điều gian dối làm hoen mờ.